Và đây là series hướng dẫn thực hiện các bài tập kiểm tra thể chất HIROC BFT Physical Fitness Test. Chúc mừng các bạn đã vượt qua 3 bài tập rất là thử thách. Và chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ 4, Rolling chèo thuyền máy 1000m. Đây cũng là cột mốc đánh dấu các bạn đã hoàn thành nửa chặng đường của bài kiểm tra thể chất HIROC. Tuy trông có vẻ dễ chịu và đơn giản, nhưng rowing có một số bước để giúp bạn tập luyện hiệu quả và an toàn. Bắt đầu động tác bằng việc đạp mạnh hai chân, ngã lưng ra sau, kéo mạnh tay cầm về ngay dưới ngực. Trở về vị trí ban đầu bằng cách đưa hai tay về phía trước, đổ người, cong đầu gối để trượt ghế ngồi về lại vị trí ban đầu. Thở ra khi kéo tay cầm về ngực và hít vào khi đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Giữ lưng thẳng trong suốt động tác để tránh căng cơ và duy trì tư thế phù hợp. Hãy lắng nghe cơ thể của bạn, bắt đầu từ từ và nhanh dần khi bạn cảm thấy thoải mái hơn. Chèo thuyền máy đúng kỹ thuật sẽ yêu cầu sự tham gia của cơ trung tâm, cơ chân, bắp tay và cơ lưng. Điều này sẽ giúp các bạn cải thiện được tư thế và hiệu quả chuyển động. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 1000m chèo thuyền máy. Nếu các bạn có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở ngay dưới video này. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hand Relief Push-Up.